Đồ Gỗ Hòa xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn, đó là một cái tác phẩm, đó là một bức tranh đồng quê hay còn gọi là Thiên Hạ Thái Bình. Vừa được bên cơ sở mài xong phần nước, xong khâu cắt tạo hình. Trước giờ cho thợ tỉa mà để tạo hồn ra cái tác phẩm này thì Đồ Gỗ Hòa cũng sẽ quay lại một cái video ngắn để gửi tới quý vị các bạn, cũng như là đây là một cái đơn hàng của một anh khách, anh đã đặt bên cơ sở của Đồ Gỗ Hòa. Bức tranh đồng quê này với kích thước là 81 x 1m76 vào thước cung số đỏ đấy ạ quý vị ạ. Và đặc biệt là miếng ván là dày 2,5 cm quý vị ạ. Đây là một cái đơn hàng cũng là hàng siêu VIP đấy ạ. Khung thì được anh thiết kế theo là đơn đặt hàng của anh đặt bên cơ sở, đúng không ạ? Đã thiết kế theo như anh đặt hàng bên cơ sở. Đó, khung bản dày 5 cm, độ bản rộng là 10 cm quý vị ạ. Một cái bộ mộc cực kỳ VIP. Đỗ Hải sẽ quay lại một cái video ngắn để gửi tới quý bạn cùng thấy, cũng như anh có đang xem trên kênh thì anh sẽ thấy là một cái bức tranh đồng quê vừa được bên cơ sở mài nước xong là chuẩn bị cho thợ tỉa sẽ tỉa tạo hồn vào một cái tác phẩm đẹp như thế này, với chất ốc là chất ốc đỏ lửa vàng chanh của ốc Singapore quý vị ạ. Quý vị hay các bạn hãy bớt chút thời gian cùng với Đồ Gỗ Hòa sẽ tiến lại gần hơn để quý vị có thể chiêm ngưỡng được một cái tác phẩm và nó đỉnh cao như thế này. Đó. Quý vị đã được nhìn thấy hàng được bên cơ sở cắt tỉa sen lọng cực kỳ tỉ mỉ. Đó, những cái thân cây đều được bên cơ sở sen lọng 100% nha quý vị nhá. Đó, những cái mái. Đó, quý vị đang được nhìn thấy cái chất ốc vàng chanh đỏ lửa đấy ạ. Đó là siêu VIP, siêu đỉnh cao mà bên cơ sở Đỗ Gỗ Hòa đã vừa mới mài nước xong. Đó, chất ốc già đanh luôn quý vị ạ. Đây là vẫn để nguyên phần mộc mà nó đã đỏ như thế này rồi quý vị ạ. Khi mà hoàn thiện xong nữa, cái lền này sẽ được bên cơ sở sẽ xuống tông màu đen thì nó sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều quý vị ạ. Đó, cái bố cục chính nó là một cái cây đa rất là cổ thụ như thế này, và ở dưới là một cái ngôi, cái mái đình, ngôi trường đang có thầy đồ đang dạy học ạ. Những cái màu dây quý vị đang được nhìn thấy, những cái màu dây rất là già, vàng chanh xanh hoa thiên ý đấy ạ. Đó, đều được bên cơ sở cắt tỉa phân màu, mặc dù chưa tỉa nhưng khâu cắt cũng là rất là quan trọng. Quý vị đang được nhìn thấy những cái bậc lên xuống đấy ạ, rất giống luôn quý vị ạ, rất giống như thật. Được bên cơ sở phân từng cái bậc một. Phải nói đây là một tấm tranh cũng siêu VIP mà bên cơ sở đã làm để dành tặng cho anh khách hàng đã yêu quý và đặt hàng bên cơ sở của Đỗ Gỗ Hòa cũng rất là nhiều sản phẩm. Đó, hàng từ bên cơ sở cắt tỉa phân màu. Đó, quý vị đang được nhìn thấy cái cây đa đấy ạ, một cái cây đa rất già được bên cơ sở phân màu là lá màu xanh, xương cành, thân cây màu đỏ. Đó, vậy nên quý vị có thể nhìn xa đã có thể nhận biết được những cái lá và những cái cành đó. Đó là một cái cây đa rất già, những ốc vàng chanh bên cơ sở cho lên tận ngọn cây luôn quý vị. Đó là, cũng là siêu VIP, một tấm tranh mà bên cơ sở đã tạo tác cho anh, siêu VIP đỉnh cao như thế này. Đó, bên này thì là những cái cảnh đồng quê, chăn trâu cắt cỏ. Đó, rất là nhiều chăn trâu, một cái cảnh ngồi bán nước rất là thơ mộng như thế này. Đó, VIP như thế này. Đó, xa xa đây những cái đây, cô chú đang đi cấy cẩy rất là đẹp. Đó, bên ngoài khung thì được bên cơ sở thiết kế cho anh những cái đường triện chữ T rất là kỹ thuật như này, và anh có yêu cầu là chạy triện chữ T xung quanh cũng như là góc thì sẽ là làm những con rơi ngậm tiền chứ không làm những hoa chấu đồng tiền như những cái phiên bản trước đó. Phiên bản đây là một phiên bản đặc biệt quý vị ạ. Bên này thì anh cũng có yêu cầu là làm một cái khu chợ nhỏ.
Đó, cái cảnh rất là đẹp như thế này. Những cái cây đa rất là già. Màu dày, quý vị đang được nhìn thấy những cái chất ốc lên màu tự nhiên nữa. Đó, chất ốc Singapore thì rất là sáng đẹp quý vị ạ. Lá một màu, thân cây một màu. Xa xa đây là một cái đoàn, một cái lối xa, cũng như là đoàn nhạn bay, thể hiện cho một cái cảnh xa rất là có trừu tượng không gian. Cây đa giếng nước mái đình, đó, quý vị đang được nhìn thấy giếng nước đấy ạ. Sẽ lùi ra xa một chút để quý vị có thể thấy được toàn cảnh của một bức tranh đồng quê, hay còn gọi là thiên hạ Thái Bình như thế này. Đó. Quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với Đỗ Vũ Hải qua Zalo số 0984368681. Đỗ Vũ Hải có địa chỉ tại làng nghề cảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý vị ở xa thì có thể theo dõi trên kênh Facebook, YouTube. Hãy gõ vào Đồ Gỗ Hoàng Hải để được, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được theo dõi những video, những hình ảnh cũng như là những tập tiếp theo. Đồ Gỗ Hoàng Hải sẽ review thật kỹ để quý vị có thể thấy được một cái tác phẩm khi bên cơ sở hoàn thiện nên nó sẽ đẹp như thế nào, nó sẽ chất lượng ra sao và sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất. Mà bên cơ sở Đỗ Hải đã sẽ tạo tác lên. Sau đây thì Đỗ Hải cũng xin phép lại video đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở trong những cái tập tiếp theo. Đỗ Hải sẽ quay lại những cái sản phẩm, những cái tác phẩm mà Đỗ Hải sẽ hoàn thiện để bàn giao tới khách hàng trong những cái dịp cuối tháng này. Một lần nữa xin kính chào. Xin chào.